tên lửa đánh chặn của Nga có định danh PZS-1M45T6 là phiên bản nâng cấp của tên lửa PZS-1M53T6 Gazelle. Nó có thể dùng đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Nó có khả năng đánh chặn tấn công mục tiêu ở tầm xa 350 km, độ cao đến 40-50 km. PZS-1M có thể tăng tốc lên 3 km mỗi trong khoảng 2-3 giây, tức là gấp 10 lần vận tốc âm thanh, Mach 10. Hệ thống tên lửa đánh chặn PZS-1M45T6 được cho là phục vụ trong lực lượng không quân vũ trụ Nga. Các tên lửa đánh chặn được nâng cấp có thiết kế thân tên lửa mới vo la chắn nhiệt vật liệu composite. Động cơ mạnh và hệ thống dẫn đường nâng cấp có khả năng chịu được lực gia tốc khủng khiếp khi tên lửa đạt vận tốc Mach 10. Tên lửa PZS-1M dường như sẽ thay thế tên lửa đánh chặn tầm ngắn 53T6 thuộc hệ thống la chắn tên lửa đạn đạo. ABM đang bảo vệ thủ đô Moscow khỏi nguy cơ bị tấn công hạt nhân, Nga đã dừng sản xuất 53T6 và cần thay thế loại tên lửa này. Tên lửa này được cho là mang động cơ mới, tốc độ tối đa lên tới 4 km mỗi giây, nhẹ hơn và có hệ thống dẫn đường mới, cho phép đánh chặn tốt hơn. Kích thước của tên lửa PZS-1M tương đương 53T6 do chúng sẽ dùng chính các hầm chứa 53T6 hiện tại. Dù thông tin về dòng tên lửa đánh chặn và tổ hợp vũ khí trang bị không được tiết lộ, nhưng nó là một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ Moscow khỏi các mục tiêu đạn đạo từ trên không trung, vũ trụ.